Xin được kính chào quý hành toàn quốc đang theo dõi tại kênh mua bán xe cũ. Thì ngày hôm nay em Hải Nam đến từ showroom Ustica Việt Nam, mới về thêm được một dàn xe chất giới thiệu đến cho quý chị toàn quốc ạ. Vậy chị, anh chị là đang mong muốn tìm sở hữu cho mình là các mẫu xe gầm cao từ 5 chỗ đến 7 chỗ thì hãy liên hệ sớm theo số điện thoại trên màn hình của em nhé. Và hiện tại em cũng đang về thêm một chiếc xe như là CX5 cho đủ bộ cái dòng xe này. Thì sau 1-2 hôm nữa thì em sẽ lên sóng giới thiệu đến cho quý anh chị và các bạn ạ. Và một mẫu xe gầm cao 7 chỗ mà em giới thiệu đến cho các bác đây là một chiếc xe model của năm 2021. Đây là một chiếc xe phiên Honda CR-V phiên bản G, nhưng vẫn sẽ được nâng cấp lên một cái hệ thống an toàn sensing bậc nhất tại thị trường Việt Nam. Đó, lần đầu tiên xuất hiện ở trên cái mẫu xe Honda. Và chúng ta sẽ có như là cảnh báo, chúng ta sẽ có cảnh báo va chạm, giảm thiểu va chạm này. Chúng ta sẽ có camera quan sát được làn đường này. Và chúng ta sẽ có hỗ trợ giảm thiểu lệch làn, giữ làn cho cái chiếc xe này nhé. Ngoài ra thì một chiếc xe Honda CR-V 7 chỗ như thế này giúp cho chúng ta vận hành cực kỳ là tối ưu với cái động cơ là 1.5 turbo, cực kỳ là êm ái. Ngoài ra thì chiếc xe của Honda CR-V này thì cũng sẽ có thêm một dàn lốp Michelin cực kỳ là êm ái ạ. Vì hiện tại mẫu xe Honda CR-V này của em được sản xuất năm 2020 và chỉ lăn bánh được là khoảng tầm 12.000 cây số thôi. Rất rất là mới, sơn zin 100%. Đó. Và chiếc xe này hiện tại thì em đang chào bán với mức giá chỉ mới 959 triệu đồng. Khi các bác về Hà Nội thì chúng ta sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển, tại vì đây là một chiếc xe mang cho mình biển số Sài Gòn ạ. Đó, tên tư nhân một chủ từ đầu, và đặc biệt chiếc xe này chạy rất ít và đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2021 nha anh chị. Đó. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2021. Chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt nha quý anh chị, màu trắng nội thất kem. Và xin mời anh camera quay cho em một chiếc xe bên trong. Chiếc xe này, ngoại thất của chiếc xe. Xe thì cũng chỉ mới về từ cửa hàng của bên em thôi, rửa qua thôi nhưng mà đã rất rất là đẹp rồi. Đó. Một chiếc xe mang cho mình cái ngoại hình cực kỳ là lịch lãm, cũng như cái phong cách của Hyundai thì rất là nam tính. Khi mà các bác đi khi các bác cầm lái chiếc xe này thì có một điều thú vị nữa là đó là cực kỳ là nhẹ nhàng, êm ái ạ, được chưa ạ? Đó. Đây, các bác có thể cái nội thất kem tăng thêm cái vẻ rộng rãi của cái chiếc xe này. Đó, rồi các bác ở phần ghế lái đây. Đây là mẫu xe mới nhất tại hiện tại. Mang cho mình rất là nhiều các trang bị, như là chúng ta sẽ có xin mời các bác qua. Và chiếc Hyundai Tucson bản đặc biệt sản xuất 2021 này hiện tại thì em cũng đang chào bán với mức giá là 869 triệu đồng thôi. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được là 15.000 cây số thôi ạ. Và trở lại với cái mẫu xe mà được nói là tên tuổi đến từ dòng xe của Hyundai, đó chính là một chiếc xe máy dầu. Với cái phiên bản model của 2020 này thì các bác sẽ được nâng cấp lên là hộp số tự động 8 cấp so với cả 6 cấp trước đây, giúp cho chiếc xe nó khỏe hơn và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì đây là một chiếc xe mang cho mình model 2020 nên là phần mặt ca lăng này cũng đã được thay đổi. Hơn nữa chiếc xe này của chủ nhân cũng đã nâng cấp cho mình là một cái cam 360 giúp chúng ta lái xe an toàn hơn, một bộ body kit cũng như là có thêm bậc bước để cho chiếc xe chúng ta, nhà nào mà chúng ta có trẻ em trẻ nhỏ thì chúng ta có bậc bước này đi rất là tiện. Đó, đây là cam 360 này, cam 360 toàn cạch luôn. Đó, với cái máy Hyundai Tucson máy dầu này thì chúng ta thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và thực sự là khỏe khi mà đi ở trên nhiều cung đường. Ví dụ chúng ta đi ở những cung đường dốc chẳng hạn mà khó thì cái máy dầu này giúp cho cái sức kéo nó tốt hơn rất là nhiều ạ, so với cả máy xăng hơi ì một chút. Đó. Xin mời bác quan sát và cho em là cái phần nội thất của chiếc xe này. Đó. Mới tinh tinh luôn. Và chiếc xe này được mới chỉ sử dụng được là 7.600 cây thôi ạ. Em khẳng định, em Hải Nam khẳng định chiếc xe này gần như là đứng đầu thị trường xe lướt. Nếu mà những xe mà cùng đời như thế này, rất rất ít có xe đi được là 7.600 cây như này lắm. Đó, và chiếc xe Tucson máy dầu model của 2020 này thì em đang chào bán với mức giá là 885 triệu đồng. Tất nhiên với ba cái mẫu xe này, khi mà quý anh chị và các bạn thiện chí và liên hệ trực tiếp theo số máy của em Hải Nam
thì chắc chắn sẽ có một cái mức ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị toàn quốc. Và hiện tại em Hải Nam vẫn sẽ hỗ trợ giao xe toàn quốc, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe, và em bao check thoải mái về chất lượng xe tại cửa hàng của bên em. Đó, và địa chỉ tại cửa hàng của bên em tại chung cư Hà Nội Homeland, Long Biên, Hà Nội. Rất mong được quý anh chị toàn quốc ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.